Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn là tất cả những phiên bản màu sắc của Honda Airblade 125 phân khối 2023. Bây giờ đang là thời điểm cuối năm, cụ thể là đầu tháng 12 năm 2023, thì hiện tại mình vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin hay những tài liệu nào nói về việc những cái phiên bản Honda Airblade 2024 sẽ ra mắt. Vì vậy mà mình sẽ làm video này để chia sẻ với các bạn những cái mẫu Airblade 125 phân khối và cái giá bán ở thời điểm hiện tại cho những bạn nào quan tâm nhé. Còn hầu hết thì tất cả những cái dòng xe khác của Honda Việt Nam đã cho ra những cái mẫu của năm 2024 rồi. Ở thời điểm hiện tại thì mình thấy rằng là còn Leaf và Airblade là chưa thấy có thay đổi gì. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên hy vọng nhiều quá, bởi vì là năm nay mình thấy rằng là Honda cho ra mắt những cái mẫu năm 2024 ấy, thì cũng chỉ thay đổi một chút về tem hay là một chút về màu sơn thôi, chứ chưa có thay đổi gì quá là đặc biệt ghê gớm về cái kiểu dáng hay là về mặt công nghệ động cơ cả. Còn bây giờ thì hãy cùng mình bắt đầu video này nhé. Honda Airblade 125 phân khối thì cũng chỉ có 3 màu sắc và nó chia làm 2 phiên bản các bạn ạ. Như trước mặt các bạn thì nó sẽ có 3 màu sắc là màu đỏ này, màu xanh và màu đen. Thì màu đỏ và màu xanh sẽ là phiên bản tiêu chuẩn, còn màu đen thì nó sẽ ghi là phiên bản đặc biệt. Thực ra thì cái này thì nó cứ ghi nhiều mà phiên bản cho nó nghe, cho nó oách, cho nó dễ phân biệt thôi. Chứ thực ra thì các bạn có thể hiểu đơn giản là màu đỏ và màu xanh sẽ là màu sơn bóng, còn màu đen kia nó sẽ là một màu đặc biệt gọi là màu sơn nhám các bạn ạ. Còn trong tài liệu và cũng như là những cái thông tin mà Honda cung cấp ấy, thì nó ghi là các phiên bản để chúng ta dễ phân biệt hơn. Giá bán của những chiếc Airblade này ở thời điểm hiện tại thì cũng khá là ok, khi mà mình thấy rằng chiếc màu đỏ và màu xanh, tức là phiên bản tiêu chuẩn, đang có giá dao động khoảng độ 41 triệu đồng. Còn phiên bản đặc biệt này thì nó đắt hơn một chút là 43 triệu đồng. Tất nhiên là chưa bao gồm tiền đăng ký rồi các bạn ạ. Mình cũng có vào trang chủ và mình theo dõi cái giá bán đề xuất của Honda Việt Nam. Đề xuất ở trên trang chủ thì mình thấy nó cũng xấp xỉ bằng với giá bán, nếu không nói rằng là một số nơi người ta còn bán thấp hơn. Cá nhân mình thấy thì giá xe của năm nay, cuối năm nay so với cuối năm 2022, tức là năm trước ấy, mình thấy là nó đang ổn định hơn, cũng như là hạ giá hơn rất là nhiều so với năm ngoái. Vì vậy mà những bạn nào quan tâm thì cũng có thể múc xe ở thời điểm hiện tại này, khá là ok đấy. Mặc dù là mình cũng đã quay chi tiết cũng như là thông báo những cũng như là chia sẻ với các bạn những cái thông số cụ thể về dòng Airblade 125 phân khối 2023 này rất là nhiều ở những video trước rồi. Tuy nhiên thì ở trong video này thì mình cũng xin nói qua nhé, cho những bạn nào quan tâm. Còn anh em nào không thích thì có thể bỏ qua video của mình. Như mình có nói rồi, cái phiên bản đặc biệt này là phiên bản đắt tiền nhất trong cái dòng 125 này, thì nó cũng chỉ có thay đổi một chút về màu sơn như trước mặt các bạn có thể thấy đấy, nó là màu sơn nhám, hay là một chút về tem thôi. Ví dụ như tem Airblade ở đây thì nó sẽ là tem nổi màu vàng đồng. Còn tem Airblade của hai phiên bản tiêu chuẩn là màu xanh và màu đỏ thì nó sẽ là kiểu dạng như là màu nhũ bạc ấy, và tất nhiên nó cũng là tem nổi rồi. Và màu sơn thì mình cũng có nói rồi, hai chiếc kia thì là màu sơn bóng, còn đây là nó sẽ màu sơn sần. Thì mình quay gần hơn thì các bạn có thể thấy là nhớ anh em gọi là màu sơn nhám đấy. Đấy, các bạn cùng nhìn qua thôi. Còn vài cái chi tiết nhỏ nhặt, ví dụ như là phụ tùng này, ví dụ như nhà cung cấp lốp này thì hãng tên lốp nó khác nhau này, còn lại thì toàn bộ công nghệ động cơ, đèn đóm giống hệt nhau nha các bạn nhé. Giảm sóc hay là vành thì đều được sơn màu đen nhám các bạn ạ. Và kích cỡ của Airblade này thì cả vành trước cả vành sau đều là 14 inch nhé các bạn nhé. Và một điểm nữa là ở dòng Airblade 125 ấy thì sẽ không có bất kỳ phiên bản nào có phanh ABS các bạn ạ. Toàn bộ 125 phân khối là chỉ được trang bị hệ thống phanh CBS thôi. Phanh phía trước thì các bạn cũng có thể thấy được đó là phanh đĩa, phanh thủy lực và chỉ có một piston thôi. Còn phanh sau thì vẫn là phanh thường hay còn gọi là phanh tăng trống các bạn ạ. Nhiều bạn gọi là phanh cơ. Động cơ của Airblade thì sở hữu động cơ thế hệ mới nhất là động cơ EB cộng rồi. Và với cái động cơ 125 phân khối trang bị động cơ công nghệ EB cộng thì nó sẽ tiêu thụ khoảng 2,26 lít trên 100 km. Tất nhiên thì đây chỉ là nhãn năng lượng lý thuyết thôi, còn các bạn đi thực tế thì mình nghĩ là nó sẽ ăn tốn hơn. Mình đã quay một vòng quanh cả ba chiếc xe này thì mình cũng có nói rồi, các bạn có thể để ý là vành này, giảm sóc trước, giảm sóc sau, hay là cả ốp bừng côn hay còn gọi là ốp vách máy, và tay dắt thì đều được sơn màu đen. Duy nhất là chỉ có cái tay dắt này là nó sơn màu đen bóng các bạn ạ. Đây các bạn cùng nhìn qua cả hai chiếc màu xanh và màu đỏ này nhé. Vì mình quay ở trong nhà cho nên là không gian nó hơi chật chội một chút, cũng như là cái ánh sáng nó không được đầy đủ lắm. Những bạn nào mà quan tâm đến những dòng xe không chỉ dòng Airblade này hay là bất kỳ dòng xe nào thì mình vẫn khuyên các bạn là nên đến cái cửa hàng đại lý
gần nhất, các bạn đến đấy các bạn ngồi thử, các bạn sờ thử, các bạn nhìn thực tế bằng mắt của các bạn thì nó sẽ thật hơn là nhìn qua những cái hình ảnh mà mình cung cấp như này, cũng như là những cái thông tin mà mình chia sẻ thì nó chỉ mang tính chất lý thuyết thôi. Các bạn có thể để ý là những cái phần ốp ở phía sau này, như là ốp bình xăng này hay ốp sau ổ khóa này đấy, thì nó sẽ là những cái màu đen bóng. Còn ở cái phiên bản đặc biệt như thế này này thì nó sẽ ghi nó sẽ có những cái điểm như kiểu màu vàng này đấy. Vì vậy mà trong giấy tờ thì cái phiên bản đen này nó còn ghi là màu đen vàng, còn cái chiếc màu xanh này nó còn ghi là màu xanh đen và đỏ đen, bởi vì là nó có những cái chi tiết màu đen mà. Còn những bạn nào mà không thích những cái chi tiết đấy thì các bạn hoàn toàn có thể thay, đặt hàng phụ tùng về thì các bạn có thể thay những cái chi tiết đấy để cho nó, một là full màu đen này, hai là các bạn có thể điểm thêm những cái màu vàng, hay là tùy các bạn hoàn toàn có thể dán hoặc là đặt những cái phụ tùng về. Cái đấy là rất là đơn giản thôi. Để mình mở đèn cho các bạn ngắm qua một chút về cái hệ thống đèn chiếu sáng của nó nhé. Đây có chiếc này thì mình lắp tạm ắc quy vào rồi. Đây, để mình mở đèn lên thì các bạn thấy luôn là hai cái đèn giải định vị ở đây, gọi là đèn trang trí đấy. Cái xi nhan thì nằm ở hai bên này nhưng mà mình thấy nó hơi bé một chút. Còn đèn chiếu sáng thì sẽ nằm ở dưới như này. Cũng rất là nhiều anh em chia sẻ với mình rằng là cái hệ thống đèn chiếu sáng của Everlast này là nó không được sáng lắm. Vì vậy mà những anh em đi xa hay là đi ở những cái đoạn đường mà nó không có đèn đường ấy thì đa phần là mình thấy anh em là phải độ thêm đèn. Tiện thì mình quay luôn cái đèn phía sau nhé. Đèn phía sau của Everlast này thì là đèn xi nhan với đèn hậu nó chung nhau, chứ nó không như kiểu thằng Vario mà hôm trước mình quay cho các bạn ấy. Vario thì đợt vừa rồi thằng Honda cũng nhập khẩu về một dòng xe là 125 đấy, của Indo đấy. Thì thằng Vario chỉ có một giảm sóc sau thôi, thay vì là Everlast này thì nó có tận là 2 giảm sóc. Khóa của Everlast này thì vẫn là khóa thông minh Smart Key như thế này thôi, mình cũng đã chia sẻ nhiều rồi. Còn đây là đang bọc ở trong túi bóng này, cho nên là mình không muốn bóc ra. Nó cũng sẽ có đầy đủ các tính năng như là cảnh báo chống trộm này, tìm xe này, hay là mở khóa nhé. Và tất nhiên là có cả đèn ở ổ khóa. Bật cảnh báo chống trộm lên thì ở trên này sẽ có một cái đèn màu đỏ, nó chớp 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 này, nó sẽ nhấp nháy. Đấy, ví dụ như mà các bạn để xe chỗ nào không có bảo vệ thì các bạn bật chế độ cảnh báo chống trộm lên, khi mà ai có động vào xe thì nó sẽ còi, nó hú lên này. Đèn xi nhan trước sau nó sẽ sáng như này, thì đấy gọi là cảnh báo chống trộm. Đấy, để mình tắt đi. Còn những lần sau các bạn bấm vào phím tìm xe thì còi sẽ kêu, đèn xi nhan trước sau sẽ sáng và cả đèn ở trong ổ khóa cũng sáng nha. Thì các bạn biết được vị trí xe đâu gọi là tìm xe. Thì mình xin nói qua nhé. Màn hình của Everlast này thì cũng rất là đẹp, khi mà có một cái màn hình đồng hồ LCD ở đây rất là to, và các cái đèn báo thì nằm ở hai bên nha. Còn công tắc thì không có gì là ghê gớm cả. Công tắc còi, xi nhan, công tắc của công nghệ dừng xe tắt máy này, nút đề này. Và các bạn biết rồi, dòng xe Honda này không có công tắc tắt đèn nhé. Đổ xăng của Everlast thì sẽ nằm ở ngay đây, và chúng ta sẽ mở bằng hai cái phím ở ổ khóa này. Đấy, ấn vào đây là lắp bình xăng nó bật ra. Thể tích bình xăng của bọn Everlast này thì cũng chỉ có 4,4 lít thôi các bạn ạ. Đấy, gần 4 lít rưỡi. Còn nút dưới sẽ là mở cốp này, ấn vào để cốp bật ra. Cốp của Everlast này thì cũng rất là rộng đấy các bạn ạ, rất là rộng để mình đứng sang bên này nhé. Cái chiếc xe này thì mình vẫn để vài cái túi bóng lùng tùng ở trong này. Các bạn có thể thấy là nó chia làm hai ngăn. Đây, đấy, các bạn nhìn thấy nó rộng rãi chưa, thoải mái chưa. Và cái miếng ngăn này các bạn hoàn toàn có thể rút ra như này để cho cái cốp nó thành một cái khối tổng thể. Ở trong này thì là bình ắc quy nhé, tiện thì mình chia sẻ. Và ở trong cốp này thì nó sẽ có trang bị cổng sạc USB để các bạn sạc điện thoại, và một cái đèn soi cốp nữa. Khi mà các bạn trời tối các bạn muốn nhìn để có ánh sáng thì các bạn ấn vào khóa thì nó sẽ sáng cái đèn này. Để ít ra thì các bạn cũng có cái ánh sáng mờ mờ để các bạn nhìn những cái đồ ở trong cốp. Về cái phần vỏ yên này thì cũng không có gì ghê gớm các bạn ạ. Đằng trước thì nó hơi thấp một chút so với đằng sau. Và cho những bạn nào quan tâm về cái chiều cao yên ấy, mặc dù là mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều trong những video trước rồi, thì cái chiều cao yên của bọn Everlast 125 là 775mm các bạn ạ. Và trọng lượng của nó sẽ là 113kg, cũng không quá cao và cũng không quá nặng. Cho nên là các bạn yên tâm, những bạn có chiều cao khiêm tốn ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể điều khiển cũng như là chống chân một cách dễ dàng. Ok, mình nghĩ là ở trong video này mình xin quay qua cho các bạn ngắm những cái màu sắc của nó cũng như là báo giá ở thời điểm hiện tại thôi, chứ mình cũng không muốn lải nhải vài những cái thông tin cơ bản hay là những cái thông số nó rất là lý thuyết. Video này của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Trong quá trình mình quay video, các bạn có bất kỳ góp ý nào với mình hay các bạn có những cái thông tin nào về những dòng xe mới và muốn chia sẻ cho mình và mọi người biết thì nhớ để lại ý kiến ở phần bình luận phía dưới nhé. Còn video này mình xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Ok.